Xin chào tất cả các bạn và các anh chị đang theo dõi kênh Thịnh Nguyễn. Hôm nay là ngày đầu tháng 4, Thịnh Nguyễn đang bắt đầu chia sẻ cho quý vị một cái chương trình tour đến với thành phố biển Nha Trang. Và đây là một trong những điểm tham quan rất là thú vị. Quý vị có thể comment với Thịnh để được sự hỗ trợ tốt nhất khi đi đến những cái thành phố như thế này. Quý vị đang nhìn thấy đây là khu nhà trên đồi. Đây là các cái xe chạy vào trong khu vực để lấy vé đi tham quan vịnh biển Nha Trang bằng cáp treo và đến với khu vui chơi giải trí Vinpearl. Sau khi du khách dừng lại ở phía trước xuống thì các xe nếu đậu lại thì sẽ chạy ra bãi xe nơi mà quý vị đang nhìn thấy. Còn đây là đài phun nước, một cảnh cũng khá đẹp và hoành tráng. Bây giờ Thịnh Nguyễn mời quý vị đến với khu vực quầy vé cũng như với những cái chỉ dẫn về sơ đồ. Đây quý vị thấy xe sẽ dừng ở đây cho du khách xuống. Sau khi dừng xong thì xe sẽ chạy ra bãi như Thịnh Nguyễn hướng dẫn. Còn đây là khu vực của quầy vé. Giá vé mới áp dụng cho mùa hè năm nay là 10 lớn 880 và trẻ em là 700.000. Đây là quy định về chiều cao, từ 1m cho đến 1m4 là trẻ em quý vị nhé. Trên là người lớn và dưới 1m sẽ được miễn phí. Và đây là toàn bộ khu bản đồ để các du khách sẽ biết được rằng mình qua kia sẽ chơi và đi đâu. Sau khi đến được những cái điểm này rồi, bắt đầu mình đến với khu vực để lên cáp treo như thế này. Này mới là thứ sáu và mọi người thấy lượng khách đã khá đông như thế này rồi nha. Sau khi qua được cái giai đoạn xếp hàng thì quý vị sẽ vào bên trong để kiểm tra lại hành lý, vì sẽ không được mang thức ăn và những cái thức uống qua khu vực bên đảo, nên đến đây thì nếu quý vị nào lỡ có mang theo thì vẫn không sao, khu vực này sẽ có những quầy để cho quý vị gửi lại. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.